Chào mừng quý vị khán thính giả đến với chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ của kênh truyền thông, thông tin và giải trí Thế giới cần chân thiện nhẫn. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi chúng ta từ khi sinh ra đều đang không ngừng trải nghiệm và lĩnh ngộ với mong muốn tìm kiếm cho mình một cuộc sống an nhiên, tự tại và tràn ngập hạnh phúc. Để chấp cánh cho ước nguyện đó, chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ xin được giới thiệu đến quý vị cùng các bạn những bài viết, câu chuyện đặc sắc về cuộc sống nhân sinh, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa, những câu chuyện về niềm tin, sự kính ngưỡng thần Phật và hướng tới đề cao giá trị đạo đức tốt đẹp trong cuộc sống. Bởi chúng tôi tin tưởng rằng, ở đâu có sự hiện diện của chân thiện nhẫn, thì ở đó đạo đức được hồi thăng, để rồi từ đó mọi sinh mệnh sẽ tìm ra chân lý và con đường dẫn đến cuộc sống hạnh phúc viên mãn cho chính mình. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ xin gửi đến quý khán thính giả và các bạn câu chuyện với tựa đề: Thân nghiệp và khẩu nghiệp đều bị quyết định bởi ý niệm. Đừng để những suy nghĩ bất lương khiến bạn bị đày xuống địa ngục. Một ý niệm không khởi thì lời sẽ không nói ra, thân thể cũng không thể đơn độc hành động. Cho nên mới nói, thân nghiệp và khẩu nghiệp đều bị quyết định bởi ý niệm. Cho nên đừng để suy nghĩ bất lương khiến bạn bị đày xuống địa ngục. Người đời thường có suy nghĩ rằng, ý nghĩ không trực tiếp làm hại đến ai, chỉ hành vi và lời nói mới tổn hại người khác, cho nên ý nghĩ cơ bản không gây ra tội nghiệp gì nặng. Nhưng kỳ thực có đúng như vậy không? Hãy cùng đọc câu chuyện cổ dưới đây để có câu trả lời. Một lần, vị sư trụ trì nhà chùa kể với các đệ tử của ngài và một người dân thường rằng, trong giấc mộng của mình, ông đã gặp một cô gái vì dùng những lời lẽ cay nghiệt phỉ báng túc duyên nên đã bị rơi xuống địa ngục chịu tội. Người dân thường kia nghe xong sợ hãi lập tức quỳ trước mặt vị sư trụ trì nói: Xin hỏi ngài, cô gái này bị đày xuống nơi nào của địa ngục? Vị sư trụ trì trả lời: Vị nữ nhân này bị đày xuống nơi có tên là A Tỵ địa ngục. Người dân thường lại hỏi: Cô gái này không giết người, không trộm cắp, chỉ nói sằng nói lời phỉ báng mà bị đọa xuống A Tỵ địa ngục sao? Vị sư trụ trì giải thích: Điều này là bởi đạo lý rằng hành vi do thân khẩu ý gây ra đều là tạo thành tội nghiệp, tùy theo nặng nhẹ đến đâu mà phải chịu tội nặng nhẹ. Vị sư trụ trì lại tiếp: Ý nghiệp thường bị mọi người bỏ quên, nhưng kỳ thực nó lại tạo thành tội nghiệp rất nặng. Người dân thường ngạc nhiên hỏi: Vì sao lại thế? Người ta mới chỉ là suy nghĩ, đâu có làm tổn hại đến ai. Vị sư trụ trì giải thích rằng hành vi là biểu hiện ra ngoài thân thể, mọi người đều rõ ràng nhìn thấy được. Khẩu nghiệp là lời nói gây nghiệp, khi lời nói ra thì mọi người đều có thể nghe thấy được. Hai loại nghiệp này, người thế gian đều có thể nhìn thấy và nghe thấy được. Còn ý khởi lên trong suy nghĩ của một người, không ai có thể nhìn thấy và nghe thấy. Đủ mọi hoạt động trong nội tâm và suy nghĩ thiện ác đều bị trói buộc bởi ý niệm này. Người dân thường hỏi, nếu như ý niệm đã không thể nhìn thấy, thì nó sao có thể trói buộc được mọi hành vi của con người? Vị sư trụ trì trả lời, ví như một người nam hoặc một người nữ, một khi đã dự tính đi làm các việc sát sinh, trộm cướp, dâm loạn thì trước tiên sẽ phải trải qua quá trình suy nghĩ, đặt kế hoạch, mưu kế, tính toán, lựa chọn đối tượng, nơi chốn và thời gian để hành động. Cho nên một người muốn làm bất kỳ việc gì, trước tiên họ đều suy nghĩ trong đầu rồi sau đó mới hành động. Cho nên ý nghĩ mới là nguồn gốc của hành động, chứ không phải hành vi của thân thể hay lời nói. Các đệ tử và người dân thường nghe xong, vị sư trụ trì lại nói, một khi ý niệm không khởi thì lời sẽ không nói ra, thân thể cũng không thể đơn độc hành động. Cho nên mới nói, thân nghiệp và khẩu nghiệp đều bị quyết định bởi ý niệm. Khi suy nghĩ trong ý niệm chín muồi thì thân thể và lời nói mới hành động. Nếu như trên hành vi của thân thể và lời nói ra đều đáng hổ thẹn, thì tức là trong suy nghĩ của người đó không có sự hổ thẹn. Trước tiên cần phải có sự hổ thẹn từ trong suy nghĩ, thì trên thân thể và lời nói mới không có điều đáng xấu hổ. Hành vi thân thể và lời nói của mỗi người đều không tách rời khỏi ý niệm của người đó, đồng thời cũng không đơn độc hành động. Muốn trở thành một người tốt, tích được đức, không tạo nghiệp mà tổn phước, thì trước tiên phải bắt đầu từ những suy nghĩ từ bi lương thiện và tốt đẹp ngay từ bây giờ nhé. Sau đây, mời quý khán thính giả xem nghe tiếp. Kẻ thù lớn nhất của con người không phải là người khác, mà chính là bản thân mình. Kẻ thù lớn nhất của con người không phải là người khác, mà chính là bản thân mình. Chúng ta thường sợ hãi những điều chưa từng thực sự đối diện với chúng. Nỗi sợ hãi ấy hình thành rồi bị thổi phồng lên, chỉ thông qua tưởng tượng, qua sự ám ảnh nội tâm của mình mà thôi. Trong cuộc sống đầy rẫy biến động,
có biết bao nhiêu điều khiến con người cảm thấy bất an. Có khi nào bạn tự hỏi rằng điều gì làm mình lo sợ nhất chưa? Hãy đọc mẫu chuyện dưới đây, biết đâu bạn sẽ tìm được câu trả lời. Tại một thiền quán trên đỉnh núi cao, cách khá xa thị trấn, có một lão hòa thượng ẩn tu. Ông rất ít khi thu nhận đệ tử, chỉ nhận một tiểu hòa thượng bị cha mẹ bỏ rơi dưới chân núi từ lúc mới sinh ra. Một hôm, lão hòa thượng quan sát thấy tiểu hòa thượng đang ngồi trầm tư, dường như suy nghĩ mông lung về điều gì đó. Lão hòa thượng cất tiếng hỏi, con đang lo nghĩ điều gì mà nhìn vẻ mặt bất an như vậy? Tiểu hòa thượng liền thưa, sư phụ, con đang nghĩ không biết con người sợ nhất điều gì, con cho đó là điều gì? Lão hòa thượng vừa cười vừa hỏi lại đệ tử, sự cô đơn phải không ạ? Không đúng. Vậy thì là sự hiểu nhầm. Cũng không đúng. Tuyệt vọng. Chưa đúng. Cứ như vậy, tiểu hòa thượng đưa ra hơn chục đáp án, nhưng lão hòa thượng đều chỉ lắc đầu. Vậy thưa thầy, đó là điều gì ạ? Tiểu hòa thượng nóng lòng muốn biết đáp án. Lão hòa thượng từ tốn đáp, đó chính là bản thân con. Bản thân con? Tiểu hòa thượng ngẩng đầu lên, mở mắt to, dường như đã minh bạch ra điều gì đó, nhưng lại mơ hồ như không hiểu chuyện gì, nhìn sư phụ mong được điểm quá. Lão hòa thượng cười đáp, kỳ thực tất cả những gì con vừa nói, cô đơn, hiểu nhầm, tuyệt vọng, tất cả đều là sự phản ánh thế giới nội tâm của con, đều là cảm giác trong lòng con tự nói với chính mình, những điều này thật đáng sợ, mình không thể chịu đựng được, như vậy chính là con đang thực sự sợ. Đồng thời giả sử nói với bản thân mình, không có gì đáng sợ cả, chỉ cần đối diện với nó một cách tích cực, mình sẽ chiến thắng tất cả, vậy thì sẽ chẳng có gì đáng sợ nữa. Hà tất phải khổ sở chấp nhất vào những huyễn tượng đó? Một người mà ngay cả bản thân mình cũng không sợ, vậy thì còn có điều gì đáng sợ hơn nữa? Cho nên điều khiến con người sợ nhất không phải là những suy nghĩ kia, mà chính là bản thân mình. Tiểu hòa thượng nghe xong bừng ngộ, hóa ra tâm tịnh mưa cũng ngừng, tâm khởi thì bão bùng ùa đến. Có lẽ chúng ta không thể cải biến kiếp nhân sinh, nhưng tối thiểu có thể cải biến nhân sinh quan của mình. Có lẽ chúng ta không thể cải biến được hướng đi, nhưng tối thiểu có thể cải đổi được cánh buồm. Có lẽ chúng ta không thể cải biến được những gì xung quanh, nhưng tối thiểu có thể cải biến được tâm thái của chính mình. Kẻ thù lớn nhất của con người không phải là người khác, mà chính là bản thân mình. Chúng ta thường sợ hãi những điều chưa từng thực sự đối diện chúng. Nỗi sợ hãi ấy hình thành bị thổi phồng lên, chỉ thông qua tưởng tượng, qua sự ám ảnh nội tâm của mình mà thôi. Khi Brandlin de Rosera nói rằng nỗi sợ duy nhất mà chúng ta cần lo sợ chính là sợ chính nó. Có thể nỗi sợ hãi mơ hồ đã khiến nhiều người chìm trong u tối. Dĩ như có rất nhiều người sợ ma quỷ, nhưng có một điều là những ma quỷ đó đều tự bản thân họ suy nghĩ ra. Đánh bại chúng ta thường không phải là người khác, cũng chẳng phải hoàn cảnh, mà là trái tim mềm yếu của chính mình. Khi bạn tự mình vượt qua được bóng tối của sự sợ hãi, cả một bầu trời cơ hội mới sẽ mở rộng cửa chào đón bạn.